Without analyzing the match against Hawaii, so is there any objection to your team performance? Thực tế, khi đấu được khung giờ 9 giờ tối thì lúc chúng tôi cũng có căng hơn khung giờ 6 giờ. Thì số mũi có của tôi là họ có căng, họ cảm thấy mệt khi mà đi đấu cũng vậy. Điều quan trọng của chúng tôi là phải điều chỉnh nhanh với điều kiện ở đây, ví dụ như là thức ăn, thời tiết, vân vân, và chuẩn bị sẵn sàng cho đấu tiếp theo. Tôi chưa từng hành động với kết quả của các đội đấu hôm nay, và chúng tôi đã nỗ lực nhiều, và cái bóng của chúng tôi là các cách thức và công hình chúng tôi thì kết quả thì không có mong đợi, nhưng mà chúng tôi sẽ cố hết sức để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Trận đấu đầu tiên của tôi sau khi quay trở lại câu lạc bộ Trung Quốc, và tôi đã làm hết sức có thể để mà thả lưới. Về mặt cá nhân thì con hài lòng với mọi đề nghị của mình, nhưng mà với kết quả chung của đội thì tôi cũng cảm thấy tiếc, và chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt để chuẩn bị tốt nhất cho các bạn.